Cậu hãy nhớ rằng trong kinh doanh chúng ta đừng bán sản phẩm, mà chúng ta hãy kể chuyện cho khách hàng. Đây, ban. Chúng ta hãy ban cho khách hàng những thứ khách hàng cần. Rồi sau đó chúng ta có lòng tin, chúng ta hãy làm bạn với khách hàng. Rồi sau đó chúng ta mới có thể bán được sản phẩm. Cũng như là gì? Khi chúng ta kể cho khách hàng những câu chuyện, để khách hàng biết về những câu chuyện của chúng ta và tạo được lòng tin rồi thì làm sao ạ? Khách hàng sẽ yêu thương chúng ta. Rồi cuối cùng thì khách hàng làm sao đây? Sẽ mua sản phẩm của chúng ta. À, các cô, các cậu đã hiểu chưa? Dạ hiểu rồi ạ, quá hay ạ. Tuyệt vời. Mong rằng chúng ta sẽ làm tốt cái nhiệm vụ này để cho công ty chúng ta càng ngày càng lớn mạnh và phát triển. Dạ, rõ. Các học kỳ ở đây. Vâng. Anh làm sao đấy? Sếp gắt quá. Em là em thấy anh suy tư với cả chìm sâu lắm rồi đấy. Anh nói cho em biết, trong buổi họp sáng hôm nay, sếp đã chia sẻ cho anh một bài học cực kỳ hữu ích, cực kỳ hay. Cái gì ạ? Anh tâm đắc với câu sếp nói là đừng bán sản phẩm cho khách hàng mà hãy bán cho khách hàng câu chuyện. Đó là một điều anh thấy rất đáng học hỏi. Thế cái này em có cần phải học hỏi không nhỉ? Đương nhiên là có rồi. Em là cái thá gì mà không phải học. Đừng bán sản phẩm, hãy bán câu chuyện cho khách. Em nói rõ hơn nha chị về dòng mặt nạ Lululu này với. Chị ơi, hả? Chị cứ từ từ, chị nghe câu chuyện của em kể đã nhá. Chuyện gì? Chị đã nghe câu chuyện về Thạch Xanh và Sơn Tinh chưa? Mà cuối cùng Thạch Xanh mới là người lấy được công chúa ấy. Hả? Cái chị gì? Chị chưa nghe đúng không? Chưa. Kể chị nghe nhá. Ôi dồi ôi, Sơn Tinh ấy, Thạch Xanh nhá, đánh nhau. Xong là cuối cùng Sơn Tinh với Thạch Xanh đánh nhau thì đứa nào thua ấy, Thạch Xanh thua. Xong là Thạch Xanh, à không, Thạch Xanh thắng, Thạch Xanh để không có mang về. Xong là này. Ừ, một cái, Thạch Xanh thắng. Rồi Thạch Xanh bê công chúa đi về. Đấy, như này. Xong là công chúa từ bên này, đi sang bên này. Đấy, xong là như này. Đó, xuống như này. Như này. Đó, chị hiểu không? Đấy, câu chuyện nó phải như thế. Thằng xóm nhà em kể là em nằm nhà em còn biết luôn. Thế rồi cuối cùng cái bạn Tiểu Tam đấy có phải trả giá không em? Có chứ chị. Trà Xanh nào mà không phải trả giá về những câu chuyện đã xảy ra hả chị? Mà thôi muộn rồi, chị phải về đây. Dạ. Chưa, thôi, chị sẽ nghiên cứu thêm cái dòng mặt nạ này nhá. Nếu mà ok thì chị sẽ nhập số lượng lớn, được chưa? Ô, chị ơi! Hả? Chị có quên cái gì không ạ? Không, chị quên gì đâu. Chị ơi! Chị quên trả giá cho những câu chuyện em vừa kể ý ạ. Ủa? Trả gì? Chị có mua cái gì đâu. Ơ, chị này buồn cười nhở? Sếp em bảo rồi, trong kinh doanh ý, là không cần bán sản phẩm, mà chúng ta hay bán câu chuyện. Mà từ nay đến giờ em kể chuyện cho chị phải từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, từ Tây sang Bắc, từ cả trên trời xuống cả dưới đất. Thì chị phải trả giá cho... Thôi, đây, chị trả đây nhá. Đây. Thế là bán được câu chuyện thật đấy. Ai ở trong thế? Rồi, ai ở trong mà lâu thế? Không cho người ta đi với à? Ôi, ngủ ở trong hay sao mà lâu?
anh lên rồi người ta còn đi nữa chứ. Ấu, ôi đau bụng quá. Ôi, kinh quá. Ai đi vệ sinh mà làm tắc hết cái bồn cầu nữa kia. Ai biết từ sáng người ta đi đâu. Vẫn chưa xong à? Này, có ai có số cô lao công gọi lên xử lý đi. Cô nghỉ rồi còn đâu. À, thế chết. Em còn chưa đi được. Thì bây giờ ai xử lý đi chứ em không nhịn được đâu. Thì bây giờ phải chung tay vào mà xử lý, cùng nhau xử lý làm thế nào nữa. Thế thôi anh chị xử lý đi nhá. Em thả nhịn còn hơn kinh. Cô biết kinh chúng tôi không biết kinh à? Giờ làm nào? Thôi bây giờ nhảy nhá. Quản tù tì đi. Ai thua thì người đấy đi xử lý. Cho nó công bằng. Không không là cô đi luôn. Cái đèn lắm nhá. Nào. Quản tù tì. Đấy biết ngay mà. Số nó thế rồi, khẩn trương lên, nhanh lên. Tình hình như nào? Xong chưa, xong chưa? Xong rồi. Ôi, làm nào mà hay thế? Nè. Bên đổ nước vào à? Không. Thế như nào? Đổ cái này vào nước chứ. Chiến thần thông minh. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Con này thông minh, được không? 10 điểm, được. Cười gì đấy? Sao con này mình hiểu sao đấy? Em đang nghĩ em mà cho quả người yêu của em uống thì không biết nó có thông não ra không nhỉ? Mày nào nào nào, bỏ xá tao ra, kinh lắm. Chị uống chị. Thôi thôi, nhường, 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 nhường. Mày mới là người cần phải uống. Thì nó tắc cái gì thì nó thông cái đúng đấy. Đúng rồi, chính đầu óc mày là không thông, mày có vấn đề mày phải uống đi. Uống em đi. Uống nhá. Ôi. Ôi. Quên mất là mày không bình thường. Thôi, để đây, để đây. Để uống đây à? Để uống đây. Ôi. Thôi, bây giờ đi ăn nhá, không nghịch bẩn nữa. Cất đi. Cái lọ đi, đi ăn. À. Mày vào mày tháo ngay găng tay ra. Rửa tay đàng hoàng đi. Ê, vào khẩn trước đi. Không mang ngay ra quán ăn. Nào. Thì đi. Con này nghịch rất bẩn nha. Kinh thức. Dạ, sếp ạ. Sếp ạ. Mày xin phép ạ. Đứng lại. Mấy giờ rồi? Một giờ ba mươi sáu phút. Công ty cho các anh chị đi ăn trưa tận 1 tiếng rưỡi. Thế mà vẫn về làm muộn được. À, các anh chị làm việc như thế này thì bao giờ mới tiến bộ? Các anh chị có biết là cuối cùng thì ai là người chịu trách nhiệm không? Tôi là người chịu trách nhiệm đấy. À, các anh chị không bao giờ hiểu cái nỗi lòng của người sếp cả. Tôi không thể hiểu nổi là các anh chị còn kéo dài việc này đến bao giờ nữa. Ôi sếp! Sếp cái gì? Imo. Ôi, chưa nói về cậu đi nhé. Dạ. Sáng nào cậu đi muộn cũng ít nhất là 5 phút. Hả? Thế đến bao giờ thì cậu sửa được? Hả? Đâu có định nói cái gì? Nhưng mà nước. Nước làm sao? Lại còn cả chị nữa. Tôi nói cho chị biết nhé. Chị mang cả chăn chiếu, cả thức ăn lên đây. Chị sử dụng tủ lạnh rồi thì lọ vi rộng của công ty. Chị tưởng đây là cái nhà chị à? Hả? Như cái gì? Dạ. Im bộ. Ôi sếp ơi. Sếp làm sao? Nước. Nước cái gì? Nước. Nước để em cho bột thông cống vào sếp ạ. Có được không sao? Nước có sao đâu. Thì sếp uống hết rồi chứ không sao ạ. Ôi sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi.